Chiều ngày 21 tháng 8, đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 61 của tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo đề án của tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát, nắm tình hình thực hiện kết luận số 61 ngày 3 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Đề án số 01 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, cách mạng trong giai đoạn mới tại huyện Tân Lạc. Tiếp vào làm việc với đoàn, về phía huyện Tân Lạc có đồng chí Lê Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, trưởng Ban chỉ đạo đề án 61 của huyện cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo đề án 61 của huyện. Thời gian qua, Ban chỉ đạo đề án 61 huyện Tân Lạc đã chủ động triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh một cách đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua 3 năm thực hiện đề án, đến nay tổng mức dư nợ thường xuyên cho nông dân vay phát triển sản xuất kinh doanh đạt trên 440 tỷ đồng. Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ 70 hội viên có tài khoản trên sàn thương mại điện tử, phối hợp cấp 6.200 tem truy xuất nguồn gốc. Các cấp hội hỗ trợ thành lập mới 12 hợp tác xã, 23 tổ hợp tác, 5 chi hội và 50 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Nhiều vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao như mô hình rau su su tại xã Quyết Chiến, cây có múi hữu cơ, Việt Gáp tại các xã Thanh Hối, Tử Nê, Đông Lai, nuôi cá lồng tại xã Suối Hoa, Phong Phú. Toàn huyện có 16 khu dân cư nông thôn mới, kiểu mẫu, 37 vườn mẫu. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn trong thời gian tới, như tăng cường công tác phối hợp giữa Hội Nông dân với các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị trong triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến nông nghiệp nông thôn và nông dân, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế tạo ra giá trị, tăng thu nhập, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo đề án 61 huyện Tân Lạc cần có những giải pháp cụ thể để giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án 61. Trong đó, tiếp tục hỗ trợ nhân rộng các mô hình điển hình trong phát triển kinh tế để hội viên nông dân học tập làm theo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phát huy nội lực trong phát triển kinh tế, quan tâm củng cố xây dựng Hội Nông dân các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thống nhất về hành động, xây dựng hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.